Quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta phải lao động và chúng ta phải tận hưởng. Ngày hôm nay thì nhà đẹp 192 đang có mặt trong một cái căn villa và vô tình thì bắt gặp một gia đình ở khu vực miền xa tới đây để thuê cái căn villa này để nghỉ dưỡng. Chị là mình ở khu vực nào xuống hả chị? Mình đã ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn hả? Chị xuống đây từ khi nào? Xuống chiều hôm qua. Chiều hôm qua thì chị thấy cái khuôn viên ở đây thì chị thấy như thế nào? Rất là thoáng mát. Rất là thoáng mát. Vậy là dự định của nhà mình có nghĩa là chiều ngày hôm nay là mình về hay là khi nào? Ngày mai mình mới về. Quý vị thấy không? Đây là những vị khách hàng ở khu vực Sài Gòn xuống đây. Thì quý vị biết rồi, Sài Gòn rất là chật chội và rất là đông đúc. Thì nhiều khi chúng ta phải cần một cái chỗ nào đó để cuối tuần gia đình chúng ta về đây nghỉ dưỡng, chúng ta tận hưởng cuộc sống và giảm stress sau những cái ngày làm việc mệt mỏi. Thôi gia đình mình cứ tự nhiên nhé. Hôm nay thì cũng rất là vui và tình cờ quý vị các bạn đi review một cái căn nhà vườn, một căn nhà nghỉ dưỡng nằm ngay tại một cái khu trung tâm. Nó cách sân bay rất là khoảng tầm hai mấy ba chục cây thưa quý vị. Mà trong cái căn villa nhà vườn ngày hôm nay thì rất là rộng. Và hôm nay thì bắt gặp gia đình anh chị đây. Thôi thì bây giờ lỡ rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tham quan một cái căn villa nghỉ dưỡng nằm ngay tại huyện giàu tiếng của tỉnh Bình Dương quý vị nhá. Chúng ta chắc là sẽ bắt đầu từ khu vực sân vườn của cái căn villa này đi quý vị. Tổng khuôn viên của căn villa này lên đến 2.040 m², trong đó thì chúng ta sẽ có một cái căn nhà bê tông cốt thép được xây kiên cố trên cái khuôn viên là 200 m thổ cư nha quý vị. Và từ cái vị trí của căn villa ngày hôm nay mà di chuyển ra ủy ban huyện Dầu Tiếng này, trường tiểu học huyện Dầu Tiếng này, hay là những cái cơ quan đầu não của Dầu Tiếng thì đúng một cây số rồi quý vị nha, đúng một cây số thôi là chúng ta di chuyển tới rồi. Đó, hiện tại thì em đang đứng ở cái khuôn viên sân vườn của căn villa ngày hôm nay. Quý vị biết không, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải lao động, nhưng chúng ta phải tận hưởng cuộc sống. Và chúng ta muốn tận hưởng cuộc sống á, chúng ta muốn tận hưởng đến cuộc sống á, thì chúng ta phải tìm đến những nơi nào để đáp ứng được cái việc là mình giảm stress, chúng ta thư giãn sau những cái thời gian chúng ta lao động mệt mỏi. Thì những cái việc đó chúng ta sẽ đi vào cuối tuần. Và hôm nay là ngày Chủ nhật. Trên video quý vị thấy đó, một gia đình từ Sài Gòn xuống đây, chúng ta thuê lại cái căn villa này trong vòng 2 ngày để gia đình nghỉ dưỡng. Căn villa ngày hôm nay thì chủ rất là ngộp quý vị ạ, ngộp thở lắm rồi. Anh chủ này là một người kinh doanh bất động sản. Và năm 2023 thì quá nhiều biến động đi, làm cho anh phải là gồng gánh lãi suất ngân hàng, gồng gánh mọi thứ. Nên bây giờ căn này thì em nói quý vị, mục đích là cho thuê theo ngày. Và anh này anh vẫn có là cho thuê theo tháng, để làm sao lấy cái tiền cho thuê đó để mà đóng lãi. Bây giờ góp được cái gì thì góp, tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm. Và đến mức bây giờ không thể gồng gánh nổi thì bây giờ là ai mà thuê á, thì vẫn có thể là thuê. Còn ai mà mua á, thì bán luôn quý vị ạ. Bán luôn cho bây giờ hết sức rồi, gồng gánh hết nổi rồi. Rồi, câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một căn villa và địa chỉ nằm ngay tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương quý vị nhá. Gần đây thì chúng ta gần nhất ở đây á là mình có một cái khu du lịch sinh thái của hồ Dầu Tiếng. Thì nói sơ qua về cái hồ Dầu Tiếng này, đó là một trong những cái hồ nhân tạo, hồ nước nhân tạo. Nó là nằm trên cái khu vực là tỉnh Tây Ninh này, Bình Dương và Bình Phước, nó sẽ trải dài trên ba cái tỉnh đó. Vậy vị trí như vậy, căn nhà của chúng ta thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, thì tất nhiên rồi, mình sẽ giáp danh với là Tây Ninh này, chúng ta sẽ giáp danh với là Bình Phước này. Và địa phận của chúng ta hiện tại đang đứng đây là thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương quý vị nha. Rồi, trước mắt thì chúng ta sẽ tham quan về cái cơ sở hạ tầng trước đi quý vị. Đây quý vị này, đây thì Dầu Tiếng thì gọi là đang chưa được sầm uất như ở những cái khu vực trung tâm thành phố. Khi mà chúng ta về đây nó giống như một cái vùng nông thôn vậy đó. Đấy, nên là tất nhiên rồi, căn villa của chúng ta sẽ nằm trên cái trục đường nhựa của phường luôn anh chị. Và đây quý vị này, trên video quý vị các bạn thấy không? Một cái bộ cổng làm đúng theo kiểu là như là villa, được anh này anh phun cát ở khu vực mặt tiền này. Đấy, quý vị các bạn thấy này. Và những cái hệ cửa đây, kể cả hệ cửa chính đây, thì được điều khiển bằng remote và sử dụng ở đây là vật liệu. Đây là được làm bằng nhôm đúc hết quý vị nhá, nhôm đúc đồng luôn.
Đấy, những cái phối màu này, những cái decor ở khu vực mặt tiền này thì đủ để chúng ta hiểu được là cái căn villa này nó đẳng cấp như thế nào. Và căn villa này sẽ có hai mặt tiền nha quý vị. Hai mặt tiền, hướng chính của căn villa chúng ta ngày hôm nay sẽ là hướng Tây Nam. Và cái bề ngang của chúng ta tính từ móc đây quý vị này, tính từ đây sang bên kia nó là 26m, còn sâu vào trong á là 85m. Tổng khuôn viên của căn villa sân vườn ngày hôm nay lên đến 2040m², trong đó thì có là 200m² là thổ cư, và chúng ta sẽ xây kiên cố cái căn nhà mà căn nhà bê tông cốt thép đấy, được không quý vị? Đó. Và trong cái việc mà bây giờ chúng ta cần một cái khu vực, cần một cái chỗ để chúng ta nghỉ dưỡng thì quý vị các bạn chúng ta nên lưu ý và quan tâm về cái căn villa ngày hôm nay. Đây là mặt tiền bên hông của chúng ta quý vị này. Mặt tiền bên hông này thì nó rớt vào khoảng tầm là 5m nha anh chị nhá. Đó, nhà chúng ta hai mặt tiền rất là thông thoáng. Rồi, bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ không phải dài dòng văn tự nữa, chúng ta sẽ đi vào trong. Đối với những căn villa sân vườn á thì chủ nhà và tất cả những cái người mà tạo nên một cái sản phẩm, một cái mô hình về sân vườn á, thì khi mà nhắc đến sân vườn thì chúng ta sẽ biết được là ở trong cái sân vườn đó sẽ bố trí khá là nhiều cây cối, khá là nhiều mảng xanh. Thì đập vào mắt chúng ta đây thì trước mắt là quý vị thấy này, một cái bồ cổng bằng nhôm đúc. Những cái họa tiết hoa văn trên này thì được làm khá là kỳ công. Và bộ cổng này thì được vận chuyển ở khu vực ở bên ngoài, ngoài Bắc vào đây chúng ta nhé. Và chúng ta sẽ điều khiển bằng remote luôn, ngồi trong kia chỉ cần nhấn nút phát là vào thôi quý vị. Rồi, khuôn viên sân vườn của chúng ta đây thì khá là nhiều cây cối, khá là nhiều mảng xanh. Ở đây thì hình thức là anh làm như kiểu sân vườn của Nhật đấy quý vị. Đó, giống như là có những quả đồi nhô lên nhô xuống, có những cái tảng đá. Anh lấy ý tưởng từ cái việc là giống như là chúng ta làm theo kiểu là sân vườn của Nhật đấy. Và trên cái khuôn viên sân vườn này thì rất là nhiều loại cây. Đó, cây gì cũng có quý vị. Và có một cái điều đặc biệt là trong cái căn villa này nó có một cái khúc gỗ rất là giá trị quý vị, gần 1 tỷ bạc. Đó, chính xác là 600 triệu nha quý vị. Và quý vị chúng ta đừng rời màn hình, chúng ta hãy tham quan đến cái giây cuối cùng để chúng ta xem cái khúc gỗ này nó là cái gì mà tại sao nó lại mắc như vậy. Đây quý vị này, hướng ngược lại của chúng ta đây cũng vậy này. Sân vườn ở đây thì được anh bố trí khá là nhiều những cái cây bonsai này kia, tạo hình tạo dáng ở đây. Có những cái tảng đá đưa từ trên cao về để tạo nên những cái quả đồi nhỏ ở trong cái khuôn viên sân vườn này. Và đối với căn villa sân vườn ngày hôm nay thì anh chị chúng ta có thể check in ở tất cả mọi ngóc ngách được, được không quý vị? Và đây là cái con đường để dẫn vào căn villa ngày hôm nay. Trên video thì quý vị các bạn thấy là đó, một cái khuôn viên sân vườn đúng là để chúng ta nghỉ dưỡng, đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp luôn. Đây quý vị này, rất là nhiều cây bonsai được tạo hình tạo dáng ở đây. Trong này thì có cả cây bằng lăng tím, nhưng mà cây bằng lăng tím này thì theo như anh chủ chia sẻ là được cấy từ 2-3 loại cây nữa. Đấy, nên là hoa sau này nở ra rất là đẹp luôn. Đây quý vị, đó, ngay đây thì là một cái khu vực đổ bê tông như thế này. Theo em nghĩ là buổi tối chúng ta sẽ ra đây, mình ngồi mình uống cà phê, mình nói chuyện, mình tâm sự. Và kế cận bên này đây là một cái khu vực hồ cá koi nha anh chị nhá. Đó, sân vườn thì phải có hồ cá koi. Và rất là nhiều tảng đá ở khu vực này được xếp chồng lên nhau. Có những cái cây bonsai nó tạo hình, tạo dáng cho chúng ta, tạo nên cái bề thế của căn sân vườn ngày hôm nay khá là đẹp luôn quý vị và các bạn. Đó, một cái góc nhìn khác chúng ta đang được chiêm nghiệm và chúng ta đang được thấy là một cái khu nghỉ dưỡng cực kỳ đẹp luôn quý vị. À, và nhìn sang bên này thì chúng ta sẽ bắt gặp là một cái khu vực nhà mát ha, được làm rất là nhiều cây gỗ từ gỗ cam xe. Ở trên thì chúng ta sẽ có là lập ngói luôn quý vị. Nó mang một chút gì đấy gọi là xa xưa, hoài niệm và cổ kính. Hiện đại có, thiên nhiên có, hoang dã có. Và trong này thì có cả cổ kính các thứ luôn. Đây quý vị này, rất là nhiều tảng đá ở đây. Buổi tối ra đây ngồi khá là mát luôn quý vị. Và ở dưới này, khu vực nhà mát này thì anh chủ này anh sử dụng gạch tàu để ốp ở phía dưới đây nhá. Đây thì rất là nhiều cây trụ được làm từ gỗ cam xe. Ở trên thì lợp ngói luôn, cột kèo này kia cũng làm bằng cam xe luôn. Đây, hôm nay thì gia đình đang ăn buổi trưa. Đấy quý vị thấy không, chúng ta lao động, chúng ta làm nhưng mà chúng ta phải tận hưởng. Thì để mà tận hưởng ấy, thì chúng ta cần phải kiếm những cái chỗ như thế này để chúng ta nghỉ dưỡng nhé. Còn khu vực bên này sẽ là một cái bộ bàn ghế. Bộ bàn ghế này thì được
lấy từ những cái rễ cây ấy và tạo hình, tạo dáng và phun sơn này kia các thứ, đánh bóng này kia, làm ra những cái bộ bàn ghế nó khá là hay luôn. Khu vực bên này cũng vậy, sẽ là những cái hệ bàn được làm cắt từ những cái khúc gỗ và những cái rễ cây, được tạo hình, tạo dáng và làm khá là đẹp. Khu vực nhà chòi này thì đầu tư cũng gần cả tỷ bạc đấy quý vị. Đấy, khá là đầu tư luôn, khá là đẹp luôn quý vị nhá. Rất là mát quý vị ạ. À, đây này, bên này cũng là những cái chiếc bàn được cắt ra từ những khúc rễ cây và tạo hình và phun sơn này kia các thứ. Đó, rất là đẹp luôn quý vị. Đó, đây quý vị nhìn sơ qua này, nó là một cái mảng xanh ở khu vực sân vườn này. Và ngay đây thì nó giống như là một cái khu vực để chúng ta đối những chiếc trực thăng vậy đó. Quý vị thấy không? Đó, nhưng mà khu vực này thì chúng ta sẽ, gia chủ đang còn sẽ bố trí một cái khu vực bàn tròn ở đây nữa, theo kiểu là những cái bộ bàn ghế chiêu chiêu, để có thể là buổi tối chúng ta ra đây ngồi mình uống cà phê, chúng ta tâm sự này kia các thứ. Đấy, quý vị thấy đó, rất là đẹp luôn nhé. Giá thì bây giờ đang rất là rẻ, đang rất là ngộp. Giá hiện tại bây giờ gia chủ đang kêu bán là chỉ có là 10 tỷ 900 triệu cho cả cái cơ ngơi này, lên đến 2.040 m², trong đó thì có là 200 m² là đất thổ cư quý vị nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào cái khu vực căn nhà bê tông cốt thép này đi quý vị này. Đấy, quý vị thấy không? Cái sự nguy nga thấy không? Nó đúng là một cái kiểu nghỉ dưỡng khá là đẹp luôn. Hình thức bên ngoài này thì gia chủ sẽ xây theo kiểu hiện đại, mẫu hiện đại nha quý vị nhé. Ở bên ngoài này được ốp gạch khá là nhiều này, và kiểu như chúng ta chia ra khá là nhiều gian. Đấy, nó giống như một cái hội trường vậy đó, nó khá là to và rất là bề thế luôn quý vị. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong quý vị ơi, mình sẽ đi vào trong để tham quan xem nó như thế nào này. Quá rộng, nó giống như một cái hội trường. Và cái điểm mà nãy em có nói với quý vị, nó là một cái khúc gỗ nằm đây này. Khúc gỗ này trị giá 600 triệu. Quý vị thấy không? Quá đẹp. Ở trên này thì có tạo hình, tạo dáng này kia này, hình rồng này, hình chim này. Đó, cái này người ta hay gọi là cái gì anh nhỉ? Lông lân quy phụng. À, lông lân quy phụng. Gỗ này là gỗ sao xanh quý vị nhá, trị giá 600 triệu. Đấy, quý vị thấy không? Rất là to và rất là bề thế. Nó chỉ là một cái khúc gỗ thôi, nhưng mà tại sao nó lại giá trị như thế này? Tại vì khi mà làm theo kiểu nghỉ dưỡng như thế này thì anh chủ ban đầu anh chủ cũng dự tính là sẽ khai thác theo kiểu là cho thuê, nhưng mà bây giờ làm ăn khó khăn quá rồi quý vị, đó, kẹt tiền quá rồi thì phải bán thôi. Đây là cái khuôn viên của phòng khách. Phòng khách đây quý vị này, rộng không quý vị? Đấy, rất là rộng nha. Gạch dưới này sử dụng là khổ 60 này. Bên ngoài này, nguyên một cái khu vực bên ngoài này sẽ là một cái hệ cửa xin pha rất là to và rất là bề thế, nó trải dài như thế này luôn. Và đấu nối vào trong này sẽ là không gian phòng bếp, mình có quầy bar rồi có bếp này kia. Đó, cái này thì anh chủ anh cũng chưa set up xong hết đâu quý vị ơi, nó còn thiếu một chút xíu nữa. Đấy, quý vị thấy nhá, khu vực bếp chúng ta sẽ nấu ăn ở đây. Còn dẫn ra đây là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh sẽ ở bên này. Và ngay đây thì chúng ta sẽ có cửa đấy quý vị này. Cửa này mình sẽ đi ra thêm một cái nhà vệ sinh phụ ở phía sau này nữa. Nó nằm ở ngay tách biệt ra khu vực khuôn viên ở bên ngoài này. Đó, khá là hay đúng không quý vị? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào trong này. Với căn nhà này thì được bố trí đến 2 phòng ngủ và có 2 nhà vệ sinh. Đây là một cái nhà vệ sinh nữa quý vị các bạn. Đây, nhà vệ sinh này thì khá là rộng, rộng thanh thang luôn. Bồn cầu rồi vòi tắm này kia, lavabo, gạch thì ốp cao lên. Này rất rộng. Đấy, thì bên này thì chúng ta sẽ có cái khu vực phòng ngủ ở bên này quý vị. Đó, villa phải có chỗ để chúng ta nghỉ ngơi đúng không ạ? Đây quý vị này, phòng ngủ đây. Hiện tại bây giờ thì anh này anh chưa set up, chưa có đưa cái đồ đạc này kia các thứ về. Phòng ngủ phòng biết này kia hiện tại bây giờ đang như thế này thôi. Đó, được không quý vị? Đây, có điều hòa này kia luôn này. Và đây sẽ là căn phòng ngủ tiếp theo quý vị này. Phòng ngủ này thì hiện tại bây giờ là khách của nãy em có quay ấy, người ta đang thuê và đồ đạc này kia quân tư trang cá nhân, nên là vì vấn đề riêng tư nên em xin phép là không có vào trong nha quý vị nhé. Đây sẽ có cửa dẫn vào phòng ngủ thứ hai này. Và đây là cái cửa để đi ra khu vực gara xe hơi của chúng ta ở đây. Đấy, xe hơi rồi xe máy này kia cái thứ đây quý vị này, rộng rãi thoải mái, được không quý vị? Rồi, chúng ta sẽ chốt lại vấn đề nhé.
Em mới review xong cho quý vị các bạn chúng ta một cái căn nhà villa sân vườn nằm ngay tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Và căn villa sân vườn này xin nhắc lại quý vị là tổng khuôn viên lên đến là 2.040 m², trong đó thì có 200 m² là thổ cư. Chúng ta xây kiên cố cái căn villa này và mức giá bán là 10.900.000.000 nha quý vị, 10.900.000.000. Và anh chị mà xem video thấy hay, ý nghĩa thì nhớ đăng ký kênh, nhớ like và chia sẻ. Còn buổi review của em ngày hôm nay thì xin phép được dừng tại đây. Anh chị thấy cái sản phẩm này, bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy điện cho em dẫn quý vị chúng ta lên đây tham quan, chúng ta có cái mô hình nghỉ dưỡng này có phù hợp với quý vị hay không nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Chào quý vị và các bạn.